Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến đang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Quà tặng tin mừng. Lời Chúa thứ bảy tuần thứ ba thường niên năm Chẵn. Giữa lòng thuyền. Bài viết của Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo phận Huế. Chúa Giêsu nói với các ông: Sao các con hoảng hốt thế? Các con vẫn chưa có đức tin sao? Trích tin mừng Marco chương 4 câu 40. The storm on the sea of Galilee. Bão trên biển Galilee. Là một kiệt tác sơn dầu vẽ về biển duy nhất gần 400 tuổi của Rembrandt. Tiếc thay, từ 1990 nó bị đánh cắp, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Danh họa mô tả khoảnh khắc nhóm 12 cầu cứu Chúa Giêsu khi thuyền họ sắp chìm. Một số cật lực chống chọi, số khác co rúm vì sợ hãi, số khác lùi về mạn thuyền. Và thật thú vị, Rembrandt, môn đệ thứ 13, xuất hiện giữa bức tranh. Tác giả như muốn nói, từ giữa lòng thuyền, Ngài nhận ra tôi. Và bạn, bạn sẽ ở đâu trong bão? Kính thưa anh chị em, bạn sẽ ở đâu trong bão? Lời Chúa hôm nay gợi lên những cơn bão cuộc đời. Nó có thể là cơn bão đang hất tung con thuyền giáo hội, đang vùi dập con tàu thế giới, hoặc đang muốn nhấn chìm con thuyền nan đời bạn. Trong cơn hỗn mang, bạn ở đâu? Ngài thấy bạn. Bạn có lắng đọng đủ để nghe Ngài trách yêu: Các con vẫn chưa có lòng tin sao? Con thuyền là một hình ảnh thiết thực của giáo hội. Nó phải vượt bão và đôi khi dường như sắp chìm. Điều cứu lấy giáo hội không phải là kỹ năng và lòng dũng cảm của thủy thủ đoàn, mà là niềm tin. Niềm tin cho phép giáo hội rẽ sóng, tiến lên ngay cả trong bóng tối.
Nó cho thấy sự chắc chắn về sự hiện diện của đấng ở giữa lòng thuyền. Tay Ngài sẽ nắm lấy để kéo mỗi người chúng ta khỏi mọi nguy biến. Và chúng ta cảm thấy an tâm khi có Ngài kề bên, bất chấp những hạn chế và yếu nhược của mình. Chúng ta được an toàn mỗi khi biết hướng về Giê-xu, kêu cầu Ngài vì Ngài là đấng cứu độ. Trong câu chuyện này, các môn đệ chỉ tập trung vào một điều, họ sắp chết. Nhưng Giê-xu có đó, Ngài chờ được đánh thức, để một khi trỗi dậy, Ngài sẽ trả lại sự yên tĩnh hoàn hảo. Điều quan trọng là chúng ta hướng mắt về Giê-xu, đấng đem lại yên tĩnh tuyệt đối cho linh hồn. Để được vậy, bạn phải tin rằng, từ giữa lòng thuyền, Ngài nhận ra tôi. Trong cuộc sống, chúng ta dễ chán nản, dễ chỉ tập trung vào sự hỗn loạn. Một bất ổn nhân sự, một vấn đề gia đình và ngay cả một tội lỗi nghiêm trọng. Rất nhiều lý do để bạn và tôi rơi vào chiếc bẫy của sợ hãi, thất vọng và trầm cảm. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi, lúc nào tôi gần Chúa nhất? Câu trả lời, khi khổ đau. Như vậy, từ trải nghiệm bão tố của các môn đệ, Chúa Giê-xu mang đến một thông điệp rõ ràng thuyết phục rằng Ngài, hiện thân của bình an, đang ở giữa lòng thuyền. Chỉ cần tin. David là một ví dụ. Sau khi Na-tan phơi trần tội của David, David đau buồn khóc lóc. Bài đọc 1. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Chúa thương thứ tha. Đó cũng là tâm tình của Thánh Vịnh Đáp Ca, kiệt tác của một vị vua sám hối biết tìm về một ai đó giữa lòng thuyền. Anh chị em, bạn sẽ ở đâu trong bão? Trong con thuyền giáo hội và thuyền nan của cuộc đời mỗi người, Chúa Giê-xu luôn có đó. Không bao giờ Ngài rời chúng ta. Ngài là Emmanuel. Căn tính của Ngài là cứu độ. Tên Ngài là Cứu Chúa. Đừng sợ đánh thức Ngài. Cần ghi nhớ, Ngài có sự chiến thắng cuối cùng. Ngài cho phép phong ba xảy đến để chúng ta biết nương tựa vào Ngài hơn. Khi cuộc sống không còn đáng sống, bế tắc, tuyệt vọng, bạn cần đào sâu đức tin vào đấng ở giữa lòng thuyền. Đấng sẽ viết chương cuối cùng của cuộc đời bạn. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, đừng để con văng khỏi thuyền khi bão ập xuống đời con, vì con tin rằng một ai đó luôn có mặt giữa lòng thuyền đời con. Ngài nhận ra con. Amen. Lời nhắn, mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06a@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Hẹn gặp lại. Đường đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta biết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi, đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.
Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đứng trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dùng cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin mến yêu thương nào ta vươn đi. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai mi khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tin Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy.